Ngay khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, 6 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đủ điều kiện thi đấu SEA Games 30 là Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Trung, Quang Đức và Trọng Hùng đã lập tức được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách để tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Cùng với đó, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ là hai cái tên quá tuổi được huấn luyện viên 60 tuổi người Hàn Quốc bổ sung cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là những cầu thủ đáp ứng được những tiêu chí mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra, như thể lực đảm bảo hay thi đấu được nhiều vị trí. Ở trong danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 30 với mục tiêu săn huy chương vàng môn bóng bàn nam tại Philippines lần này, có thể dễ dàng nhận thấy sự vượt trội của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội với 5/20 vị trí, chiếm 1/4 quân số của đội. Đó là những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng. Không quá khó hiểu cho việc lý giải tại sao các cầu thủ của đội bóng thủ đô lại chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên phải kể đến việc họ đều là những cái tên đã khẳng định được mình trong màu áo của các cấp độ đội tuyển quốc gia dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu như Quang Hải và Hùng Dũng hiện nay đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia, thì những cái tên còn lại như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung và Trương Văn Thái Quý đều đã rất hiểu triết lý của thầy Park khi làm việc cùng với huấn luyện viên người Hàn Quốc ở hàng loạt các giải đấu thành công của cấp độ U23 như U23 châu Á 2018, ASEAN 2018 hay vòng loại U23 châu Á 2020. Tiếp theo, việc cùng thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội cũng giúp cho những cầu thủ nói trên hiểu ý nhau và giúp cho thầy Park xây dựng được khung cho đội tuyển U22 Việt Nam. Cùng với Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đã ăn tập trong màu áo của đội bóng thủ đô từ nhỏ, các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ là những cầu thủ đáng chính đáng tin cậy trong một cuộc sân vàng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuối cùng, kinh nghiệm trận bàn của những cầu thủ của bên phía câu lạc bộ Hà Nội sẽ là điều mà vị trí đơn giản của các tuyển Hàn Quốc cần tại SEA Games tới đây. Việc đội bóng thủ đô đã khẳng định được vị thế ở trong nước trong 2 năm trở lại đây cũng như trên trường quốc tế khi lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất tại AFC Cup sẽ giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo thêm phần yên tâm tại SEA Games 30 tới đây. Hiện tại, U22 Việt Nam đang tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh để có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bay sang Philippines tham dự SEA Games 30. Vào chiều nay, 21 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đã tập luyện buổi cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Philippines vào ngày mai, 22 tháng 11. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng B SEA Games 30 gặp U22 Brunei vào lúc 16 giờ chiều 25 tháng 11. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt đụng độ 4 đối thủ khác nhau trên bảng là U22 Lào 28 tháng 11, U22 Indonesia 1 tháng 12, U22 Singapore 3 tháng 12 và U22 Thái Lan 5 tháng 12. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.